Ngày 26 tháng 9, trang theo dõi tình hình vaccine COVID-19 của hãng tin Bloomberg cho biết, tới nay đã có hơn 6,12 tỷ liều vaccine COVID-19 được tiêm tại 184 quốc gia. Số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ cũng cho thấy số vaccine COVID-19 đã tiêm trên toàn thế giới đến nay đã vượt mốc 6 tỷ liều, dân số thế giới hiện khoảng 7,7 tỷ người. Trong đó, Trung Quốc tiêm nhiều nhất với 2,19 tỷ liều, đạt mức tiêm 3,49 triệu liều mỗi ngày. Kế đến là Ấn Độ với 855,8 triệu liều đã tiêm, đạt mức tiêm 7,3 triệu liều mỗi ngày. Đây là hai quốc gia đông dân nhất thế giới. Tại Mỹ, đã có 213,4 triệu người đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và 183,6 triệu người đã tiêm đầy đủ liều vaccine COVID-19, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ. Theo hãng tin AFP, chiến dịch tiêm chủng toàn cầu hiện nay đã đạt được tốc độ ổn định, mất 29 ngày để đi từ mốc 5 tỷ liều lên 6 tỷ. Tương tự tốc độ, để đạt thêm 1 tỷ liều lên mốc 4 tỷ liều 30 ngày và để đạt thêm 1 tỷ liều lên mốc 5 tỷ liều 26 ngày. Trong số các nước có dân số trên 1 triệu người, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE dẫn đầu về số liều tiêm trên 100 dân khi đã tiêm 198 liều trên 100 dân. Nước này có hơn 81% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Có 3 quốc gia vẫn chưa tiêm vaccine COVID-19 là Burundi, Eritrea và Triều Tiên, theo AFP. Các quốc gia và khu vực có thu nhập cao nhất đang có tốc độ tiêm chủng nhanh hơn nhiều so với các quốc gia và khu vực có thu nhập thấp nhất. Các quốc gia có thu nhập cao tiêm trung bình 124 liều trên 100 dân so với chỉ 4 liều trên 100 dân ở các quốc gia có thu nhập thấp. Theo hãng tin Bloomberg, để chấm dứt đại dịch COVID-19, đòi hỏi thế giới phải thực hiện một chiến dịch tiêm chủng có sự phối hợp với nhau. Việc phân phối hàng tỷ liều vaccine trên toàn cầu đang là một trong những thách thức lớn nhất về hậu cần.